hành dân bộ ông Tô moi ngàn tỷ, thủ tướng phải có trách nhiệm. Từ năm 1999 cho đến nay, Bộ Công an đã có 5 lần thay đổi cái căn cước. Vào năm 1999, số chứng minh nhân dân quy định 9 chữ số, đến năm 2012 đổi thành 12 chữ số. Năm 2016 lại ra luật căn cước công dân, xóa bỏ thẻ cũ mang tên chứng minh nhân dân và cấp lại thẻ với tên gọi mới là thẻ căn cước công dân. Sau 2 năm thực hiện, luật căn cước công dân mới lòi ra rất nhiều bất cập. Vậy là đến tháng 10 năm 2018, Tô Lâm đã cho sửa đổi một số thông tin trên mặt sau của thẻ căn cước, mà đã sửa thông tin thì cũng là hành dân phải đổi thẻ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Công an cho đổi thẻ căn cước công dân thường sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Được biết đến tháng 7 năm 2021 đã cấp được tới 50 triệu thẻ. Trước đó, từ năm 2016 cho đến năm 2020, hơn 16 triệu thẻ căn cước công dân có mã vạch đã được cấp. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an lại đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Cái tên thẻ căn cước chính là tên gọi của ID dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần đổi thẻ, Bộ Công an đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc của cả lực lượng công an tham gia làm thẻ và cả của người dân. Đây chính là tiền của nhân dân cả nước. Những dự án đổi thẻ khác không rõ kinh phí bao nhiêu, nhưng chỉ riêng dự án căn cước công dân gắn chip vào năm 2020, ngân sách đã phải chi ra tới 2.800 tỷ đồng. Đến năm 2022, bổ sung thêm 1.141 tỷ đồng. Ai cũng biết, có dự án là sẽ có xà xẻo, càng nhiều dự án, quan tham càng đầy túi. Ông Tô Lâm đang vẽ ra những chính sách hành dân và bào mòn ngân sách quốc gia. Vào năm 2023, tổng bội thu ngân sách của nhà nước lên đến 16,4 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này rồi đảng và nhà nước cũng sẽ nghĩ ra đủ cách để mà móc túi dân bù vào. Nếu các bộ ban ngành biết tiết kiệm ngân sách thì số tiền chi cho những dự án vô bổ như thế sẽ không được phê duyệt. Để những khoản ấy chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng hay dùng để nâng cấp phúc lợi cho dân như trợ giá cho y tế, trợ giá cho giáo dục thì sẽ có tích ích hơn rất nhiều cho đất nước. Bộ Công an hiện nay như là một nhóm kiêu binh vậy. Vì họ là công cụ để đảng trấn áp trên 100 triệu người dân của cả nước, nên rất được đảng nuông chiều. Bộ này muốn vẽ ra dự án gì cũng được chấp nhận. Ngoài số tiền trên 100.000 tỷ đồng ngân sách cấp cho bộ này, thì họ còn bày vẽ ra những dự án hành dân để tiếp tục moi tiền ngân sách. Hiện nay, Bộ Công an là bộ ngốn tiền ngân sách trung ương, đứng thứ nhì chỉ sau có Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục chỉ được nhận phần ngân sách còm cõi. Bộ Y tế nhận được ngân sách chỉ bằng 1 phần 16 của Bộ Công an, còn Bộ Giáo dục thì nhận được ngân sách cũng chỉ bằng 1 phần 15 của Bộ Công an. Nó thật nhỏ nhoi. Chỉ riêng dự án làm thẻ căn cước công dân gắn chip đã chiếm đến một nửa ngân sách cho Bộ Y tế rồi. Thật là quá lãng phí. Nếu ở các nước dân chủ, những khoản chi không thỏa đáng như vậy sẽ bị Quốc hội chặn lại ngay. Còn ở Việt Nam, cứ Bộ Công an đưa lên là được duyệt chi mà không hề có sự giám sát, không ai ngăn cản những khoản chi lãng phí đó. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là quản lý chính phủ nhưng không quản lý được các chính sách vô bổ nhằm mục đích gặm nhắm tiền ngân sách nhà nước của Bộ Công an. Năm nào chính phủ cũng bội chi ngân sách, nhưng chưa năm nào chính phủ họp bàn về việc cắt giảm các khoản chi không hiệu quả. Mà ngược lại, họ tìm cách thu sao cho đủ để mà bù chi. Việc thâm hụt ngân sách sẽ kéo theo hệ quả là người dân bị đánh thuế thêm để bù vào phần thiếu hụt đó. Có thể chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không tăng thuế ngay mà họ cứ đi vay nợ để bù chi, rồi sau đó mới từ từ tăng thuế. Hoặc cũng có thể chính phủ cho in tiền trước rồi chờ bù bội chi, mà in tiền thì dẫn tới lạm phát, đó cũng là một cách nhà nước đánh thuế dân, nhưng đó là thứ thuế vô hình, người dân khó nhìn thấy ngay được. Để cho các bộ thay nhau ra những chính sách vô ích, tốn tiền ngân sách, tốn tiền dân và tốn thời gian công sức. Nếu chỉ nhằm vào mục đích cậy tiền ngân sách thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm. Tiền dân đóng và để cho chính phủ phung phí theo cách như thế thì làm sao đất nước này còn cơ hội mà phát triển. Và thực tế,
đang chứng minh điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hành dân Bộ của ông Tô moi ngàn tỷ, Thủ tướng cũng phải có trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cái của ông Tô Lâm là cái gì? Vì sao dân lại nguyền rủa nó? Vào ngày 11 tháng 2, báo Thanh Niên loan tin Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới. Bài báo cho biết Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến từ người dân và các cơ quan tổ chức. Thông tư này được xây dựng nhằm triển khai quy định mới tại luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thay thế cho luật căn cước công dân đang có hiệu lực. Bộ Công an lại cho đổi mẫu căn cước mới. Được biết, luật căn cước công dân ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 bởi Quốc hội khóa 13 sau khi luật này ra đời phải 2 năm sau mới tiến hành thay căn cước đại trà. Mất nhiều năm mới có thể thay thế giấy chứng minh nhân dân thành căn cước công dân bởi rất nhiều người dùng giấy chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng và không có điều kiện để đổi. Cho đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều người chỉ mới đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân chưa lâu. Thì giờ đây, ông Tô Lâm đã cho đổi từ căn cước công dân sang thẻ căn cước. Việc làm này rất tốn thời gian, nhân lực và tiền bạc. Không những tốn thời gian của công an và tiền bạc của nhà nước, mà còn gây lãng phí thời gian và công sức của người dân cả nước. Thật ra, dù chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay thẻ căn cước đều được dịch sang tiếng Anh là ID. Điều này đều là giấy tờ định danh cho từng công dân. Dù đặt tên thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Vậy Bộ Công an bày vẽ trò đổi giấy tờ xoành xoạch như vậy để làm gì? Đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra cho ông Tô Lâm. Trước việc làm hành dân như thế, người dân đã tỏ ra sự bất bình trên mạng xã hội. Thẻ căn cước bị người dân gọi là cái căn cước và viết tắt là CCC. Cách gọi này thể hiện sự bất bình và sự chế nhạo của người dân thay cho tiếng chửi thề. Trước đây, Bộ Công an cũng bày ra mẫu hộ chiếu màu tím than, không ghi nơi sinh, khiến nhiều nước từ chối cấp visa và đóng dấu vào tấm hộ chiếu này. Rất nhiều người dân khốn đốn vì tấm hộ chiếu màu tím than, tuy nhiên Bộ Công an cứng đầu, không chịu sửa. Phải nhiều tháng sau, khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, thì họ mới chịu thay đổi. Không biết có bao nhiêu người trong số 100 triệu người dân đã phải vất vả vì hộ chiếu tím than. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn doanh nghiệp lữ hành khốn đốn vì tấm hộ chiếu này. Lời rủa sâu cay thông qua hình thức biếm họa. Bản chất của việc thay đổi xoành xoạch giấy tờ tùy thân của công dân là một dạng vẽ ra dự án rất lớn để mà rút tiền ngân sách với con số hàng trăm triệu người. Không loại trừ khả năng kẻ vẽ ra dự án này cố tình làm sai để có cơ hội sửa lại và rút thêm tiền ngân sách một lần nữa để mà đút túi. Như vậy, thay đổi tấm hộ chiếu bìa xanh sang bìa tím than cũng như thế. Điều khốn nạn là những kẻ vẽ ra dự án này, hành dân hầu hết, người dân đều rất vất vả, phải bỏ thời gian để mà chầu trực, chờ đợi công an cấp lại giấy tờ. Cái được của họ là rút được tiền của ngân sách cho vào túi riêng, nhưng cái mất của toàn dân thì không ai cân đong đo đếm được. Nếu là người lao động phổ thông, họ mất một ngày làm việc với mức thu nhập khoảng 300-500 ngàn đồng để chầu trực làm giấy tờ. Nếu những người làm lương cao hơn thì không biết họ mất bao nhiêu tiền vì tờ giấy mà Bộ Công an vẽ ra này. Ông Tô Lâm là một người rất nổi tiếng với cú đớp thịt bò rát vàng ở London, vẫn luôn tìm mọi cách để mà hành dân. Hiện nay tiêu cực trong Bộ Công an rất lớn. Ông Tô là bộ trưởng nhưng không như các bộ khác. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, là một trong 15 nhân vật có quyền lực cao nhất của Đảng. Đặc biệt, Tô Lâm lại là cái tay phải của Tổng Trọng, vì thế sẽ không có chuyện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa Bộ Công an lên thớt. Chính vì vậy, những chính sách hành dân để moi tiền ngân sách mới liên tục ra đời từ cái bộ này. Ở đất nước này, người dân không có quyền lên tiếng, dù ở mức bực dọc thì cũng chỉ dùng cách chửi mạnh khóe như dùng ba chữ viết tắt CCC này mà thôi.
người dân là chuột bạch cứ đem ra thí nghiệm hết lần này đến lần khác, cố tình thí nghiệm không đạt để thí nghiệm lại nữa, và mỗi lần lại làm lại thì lại hút một mớ tiền của ngân sách, tức là tiền của nhân dân cả nước. Quan tham của Bộ Công an thì đầy túi, chỉ có người dân là thêm khốn khổ. Cái của ông Tô là cái gì? Vì sao dân nguyền rủa của nó? Các bạn vừa theo dõi bản tin được trình bày ở trên. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính mời các bạn hãy chia sẻ video và YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.